Những mẹo bổ thận dành cho người sắp chết. Khi chết hãy nhớ phải nhắm mắt, tuyệt đối không được soi gương và thấy mình quá đẹp trai quên cả mình định chết. Khi sắp chết hãy nhớ tạm biệt người thân, không nên chảnh chọe vì sẽ bị ném xuống cống. Lúc chết rồi nhớ nằm yên, tuyệt đối không được bật quan tài nhảy topping. Ngẩn ngơ từ khi còn chân đất, nằm mơ sống thứ tình ai cất, ngậm ngùi khúc ca sao thương em anh sẽ. Bonus, khi sắp chết tuyệt đối không được mom dốc cho người thân, vì họ sẽ không còn bày thức ăn lên bàn thờ bạn nữa.